Xin chào đại gia đình YouTube và các nền tảng mạng xã hội khác như là Facebook, Zalo, Instagram và TikTok. Thì theo như thầy Trọng TV có hứa là thầy Trọng TV sẽ làm một cái series hướng dẫn để làm YouTube cũng như là các cái mạng xã hội khác để mà thỏa chí đam mê cũng như là có thể bật được kiếm tiền để phần nào đó trang trải cho cuộc sống cũng như là giữ cái lửa đam mê của mình. Thì đây là ngày mùng 1 Tết năm 2023. Thì đây là tập đầu tiên trước khi bắt tay vào một cái mạng xã hội nào đó và theo đuổi nó. Thì điều đầu tiên đại gia đình phải có một cái điều kiện cần cũng như là một cái điều kiện đủ. Thì điều kiện cần ở đây là đại gia đình phải có một cái tài khoản Google, người ta gọi là Gmail. Đó là điều kiện cần thứ nhất. Điều kiện cần thứ hai đó là đại gia đình phải có một cái thiết bị để quay phim. Thì thường á, thiết bị quay phim mà đại gia đình có thể tìm thấy ở rất nhiều nơi đó là cái điện thoại di động thông minh. Thì cái điện thoại di động thông minh thì ở các cửa hàng có bán từ điện thoại cũ đến điện thoại mới. Tuy nhiên thì điện thoại di động thông minh thì cũng không cần xịn quá, cũng không nên quá dỏm, mà cần đầu tư một cái điện thoại vừa đủ dùng, tầm giá từ 3 triệu đến mười mấy triệu là được nha. Thì nếu như đại gia đình không có tiền mà mua được điện thoại mới thì có thể săn tìm cái điện thoại cũ ở các cửa hàng điện thoại cũ nha. Còn cái dung lượng trong điện thoại thì thầy Trọng TV khuyên mọi người là nên có một cái dung lượng ít nhất là 64GB và nhiều nhất là 1TB, tương đương với 1024GB. Thì dao động 64GB là ít nhất nha, để mà quý vị có quay phim mà chỉnh sửa thì nó đủ dung lượng bộ nhớ. Cái điều kiện cần thứ ba là đại gia đình phải có một cái mic để đại gia đình có thể thu âm nghe nó rõ hơn, cũng như là tránh có những cái tiếng tạp âm ở trong đó. Đó là ba điều kiện cần. Còn điều kiện đủ là đại gia đình phải có cái gì nè? Đại gia đình phải có cái kiến thức cơ bản về việc chụp hình, quay phim cũng như là chỉnh sửa video. Thì cái việc mà chụp hình, quay phim, chỉnh sửa video thì thầy Trọng TV sẽ hướng dẫn ở các tập tiếp theo. Như vậy thì điều kiện cần thứ nhất là phải có cái kiến thức cơ bản về chụp hình, quay phim và cũng như là chỉnh sửa video. Điều kiện cần thứ hai là đại gia đình phải có cái máu, có cái đam mê và có cái lòng kiên nhẫn để theo đuổi cái con đường làm mạng xã hội. Và người ta sẽ đánh giá các bạn qua cái việc kiên nhẫn đó từng ngày, từng ngày, từng tháng, từng năm nha. Ai bắt tay vào làm thì cũng thường nản lắm và làm riết rồi bí ý tưởng. Cho nên cái việc mà đại gia đình kiên nhẫn suy nghĩ ý tưởng cũng như là mỗi ngày, mỗi tuần up lên cho mình một cái video, hai cái video nào đó, hoặc là n cái video nào đó, đó là điều rất cần thiết nha. Không nên để cái việc mà bị trôi video cũng như là lâu quá không up video. Đó là cái việc kiên nhẫn. Đó là hai điều kiện đủ để đại gia đình có thể bắt đầu một cái kênh mạng xã hội như là YouTube, Facebook, TikTok, Instagram v.v. nha. Như vậy thì điều kiện cần và điều kiện đủ thì thầy Trọng TV đã nêu ở trên. Quý vị có sẵn sàng đáp ứng được ba điều kiện cần và ba điều kiện đủ như là thầy Trọng có nêu ở trên hay chưa? Nếu như chưa có đủ thì quý vị hãy gom lại cho mình và chuẩn bị cho đủ. Còn nếu như quý vị đã đủ rồi thì xin mời ngày mai, ngày mùng 2 Tết, tiếp tục với tập 2 của series hướng dẫn làm mạng xã hội nha. Cảm ơn đại gia đình rất là nhiều. Chúc đại gia đình đầu năm hanh thông, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào để chuẩn bị cho hành trang làm YouTuber cũng như là Facebook, TikTok trong thời gian sắp tới. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị ngày mai, ngày mùng 2 Tết với tập 2 của series hướng dẫn làm mạng xã hội, đặc biệt là YouTube và Facebook. Cảm ơn đại gia đình rất rất nhiều.